Kính chào quý vị khán giả, vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay. Mở đầu sẽ là những tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý, kính mời quý vị quan tâm theo dõi. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2023 tổ chức họp báo công bố chương trình, nội dung diễn đàn. Theo đó, Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2023 với chủ đề Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào ngày 19 tháng 9 tới đây. Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2023 sẽ khai mạc sáng thứ Ba ngày 19 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trả lời câu hỏi của phóng viên về lý do diễn đàn năm nay có chủ đề Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững, đại diện ban tổ chức cho biết tình hình kinh tế trong nước nhiều năm qua cho thấy một số động lực tăng trưởng truyền thống đã có dấu hiệu suy giảm. Vì vậy, cần nhận diện nguyên nhân để khơi thông nguồn lực bên trong, từ đó tạo động lực cho tăng trưởng. Một số các cái động lực cho tăng trưởng của chúng ta là có dấu hiệu chậm lại, về đầu tư cũng thế, về xuất khẩu cũng vậy, về tiêu dùng trong nước, thì những cái vấn đề này phải có cái giải pháp để mà tháo gỡ những cái điểm nghẽn này. Nhưng đồng thời với đó thì chúng ta trong cái bối cảnh mà cách mạng công nghiệp 4.0 và như Chủ tịch Quốc hội hay nói là tương lai không phải là sự kéo dài của hiện tại. Đấy, trong cái bối cảnh như thế phải có tìm ra, kiến tạo ra những cái động lực mới, đề xuất những cái dữ liệu để mà chúng ta có cái giải pháp và khai thác tận dụng triệt để các cái vấn đề này. Theo ban tổ chức, diễn đàn sẽ tập trung thảo luận các nội dung như làm rõ các bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay và tác động tới Việt Nam, ra soát đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian qua. Đặc biệt, diễn đàn sẽ đánh giá và nhận diện các nút thắt, rào cản đối với sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam thời gian qua, đồng thời đề xuất các giải pháp, chính sách để khơi thông nguồn lực, kiến tạo động lực cho tăng trưởng. Diễn đàn dự kiến sẽ có hơn 400 đại biểu tham dự trực tiếp. Diễn đàn còn kết nối với một số điểm cầu của các học viện, trường đại học, diễn giả, nhà khoa học trong nước và quốc tế. Tính đến ngày 17 tháng 9, các hãng hàng không đã mở bán vé máy bay sớm để phục vụ đi lại dịp Tết Nguyên đán năm 2024 của người dân trên một số đường bay. Trạng phổ biến và nhu cầu cao nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội trong giai đoạn cao điểm từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2, tức là ngày 24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng, có giá vé từ 2,7 đến 3,7 triệu đồng một vé một chặng, đã bao gồm thuế phí. Mức giá này được đánh giá là tương đương giá trong dịp Tết những năm trước, chứ không rẻ hơn, dù hãng đã mở bán sớm trước đến 5 tháng. Do đó, nhiều người chưa vội đặt vé mà có tâm lý chờ đợi. Trước đó, các hãng hàng không thông báo sẽ mở bán hàng triệu vé máy bay dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Vietnam Airlines Group gồm 3 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco sẽ cung ứng 3 triệu chỗ trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế. Giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam đang tăng lên mức cao nhất trong vòng 30 năm trở lại đây. Song nhiều doanh nghiệp cho biết đang không có hàng để bán do nguồn cung khan hiếm và doanh nghiệp đòi vốn. Trong tháng 8, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt gần 85.000 tấn, thu về 258,5 triệu đô la Mỹ, giảm 25,1% về lượng và giảm 2,9% về giá trị so với tháng 8 của năm ngoái. Tính chung 8 tháng, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,2 triệu tấn, trị giá gần 3 tỷ đô la Mỹ. Giá cà phê đang duy trì tại mức cao trong lịch sử là tin vui đối với nông dân và các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê. Tuy nhiên, điều đáng nói, nguồn cung cà phê của Việt Nam đang rơi vào tình trạng khan hiếm. Tại một số tỉnh trọng điểm ở Tây Nguyên, lượng cà phê dự trữ của người dân và một số doanh nghiệp còn rất ít do mất mùa dẫn tới nguồn cung khan hiếm. Thưa quý vị, cả nước hiện có khoảng 7.000 mã số vùng trồng và hơn 1.500 mã số cơ sở đóng gói nông sản được cấp để phục vụ xuất khẩu theo yêu cầu của các thị trường. Tuy nhiên, tỷ lệ giám sát mã số sau khi cấp đối với vùng trồng chỉ vào khoảng hơn 40%, cơ sở đóng gói là 17%. Những con số này quá thấp so với yêu cầu thực tế. Nhiều vấn đề như giả mạo hồ sơ đăng ký cấp mã số, đánh cháo, trục lợi mã số đã xảy ra khiến cả nông dân lẫn doanh nghiệp xuất khẩu đối diện với không ít khó khăn. Tại huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk, ông Hưởng cùng 61 hộ dân liên kết tạo thành một vùng trồng sầu riêng rộng gần 30 hectare, được cấp mã số vùng trồng riêng.
Cách đây một tuần, khi chuẩn bị ký kết hợp đồng với đơn vị tiêu thụ, ông mới phát hiện mã vùng trồng của mình đã bị một doanh nghiệp khác sử dụng. Có nhiều doanh nghiệp đã đến liên hệ và ký hợp đồng để thu mua, nhưng mà tôi vẫn chưa xác nhận để họ xuất khẩu. Nhưng mà thông tin chính thống từ chính quyền địa phương là cái mã vùng trồng của chúng tôi đã được xuất bán qua Trung Quốc. Tại Đắk Lắk, địa phương đứng thứ hai cả nước sau Tiền Giang về diện tích sầu riêng, hiện xuất hiện tình trạng có nhiều cơ sở thu mua, kho vựa hoạt động không đúng quy định pháp luật, cháo trộn, đánh cắp mã số vùng trồng không phải của mình. Cũng sẽ đề xuất quản lý cái mã vùng trồng cũng như là quản lý các cái mã cơ sở đóng gói đều trên hệ thống hết. Để làm sao khi chúng ta bán hết hàng ở đó rồi thì chúng ta đóng cái mã vùng trồng đó lại, thì khỏi phải ai mà người ta đánh cắp hoặc là phải cháo trộn như thế này cái kia. Để thống nhất quản lý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phân cấp cho các địa phương quản lý mã số vùng trồng, nhưng không hẳn địa phương nào cũng thực hiện nghiêm túc. Không chỉ sầu riêng, tại Đắk Lắk, nhiều lô hàng nông sản như chuối, xoài cũng không được xuất khẩu do bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật. Chính vì thế, trong thời gian tới, chúng tôi đề nghị là các địa phương thì cũng sẽ phải có những cái biện pháp rất là cụ thể trong việc nâng cao chất lượng mã số vùng trồng trước khi mà được cấp mã số và thực hiện các biện pháp giám sát thường kỳ sau khi được cấp mã số. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng vừa có văn bản cảnh báo, đề nghị các vùng trồng, cơ sở đóng gói có vi phạm lần đầu tạm dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp khắc phục, đồng thời làm thủ tục thu hồi mã các vùng trồng, cơ sở đóng gói vi phạm nhiều lần. Động thái cứng rắn này được thực hiện nhằm giữ lại uy tín của nông sản Việt Nam. Mỗi độ đến Tết Trung Thu, làng nghề làm đầu lân, thiên cẩu và lồng đèn Hội An ở tỉnh Quảng Nam lại rộn ràng. Và ở thời điểm này thì nhiều chủ cơ sở sản xuất đang tất bật cho các đơn đặt hàng cuối cùng. Bên cạnh sản phẩm truyền thống thì năm nay nhiều sản phẩm mới, mẫu mã đa dạng hơn, phù hợp với nhu cầu của thị trường cũng được các cơ sở sản xuất đẩy mạnh phục vụ Tết Trung Thu. Đây là một trong 30 cơ sở sản xuất lồng đèn tại thành phố Hội An. 8.000 sản phẩm có kích cỡ lớn và nhỏ đã được nhân công hoàn thiện sản xuất từ tháng trước. Trước đó, ưa chuộng nhất vẫn là đèn lồng loại nhỏ, màu sắc bắt mắt như thế này. Ngoài xuất khẩu sang thị trường các nước châu Âu, lồng đèn Hội An còn là sản phẩm ưa chuộng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Ngoài những phẩm truyền thống mà du khách mang về làm kỷ niệm thì chúng tôi có sản xuất là những cái lồng đèn mà hợp với thị hiếu và cái tầm cỡ của các em, là chúng tôi làm những đèn nhỏ. Hiện tại thì chúng tôi sản xuất khoảng chừng 5.000 chiếc lồng đèn nhỏ để phục vụ cho thị trường như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lân cận. Không chỉ có lồng đèn, nghề làm đầu lân, thiên cẩu ở Hội An cũng đang rất hút khách. Bình quân mỗi năm, gia đình anh Hưng sản xuất 3.000 đầu lân các loại. Để phục vụ Tết Trung Thu, anh Hưng đã chuẩn bị sau Tết và bắt đầu làm công đoạn tạo khuôn, đắp giấy, vẽ chi tiết, tạo màu. Số lượng nhân công cũng tăng lên để kịp giao hàng, phục vụ các đội múa biểu diễn. Bên anh về từ Trung Quốc cũng rất đẹp. Và Malaysia so với miền Nam thì không bằng, tại vì miền Nam là mình có lồn theo cái sản phẩm sỉ và lẻ, còn giờ trừ là mình chỉ lồn trong cái giới hạn là đạt đồ đạt của mình. Tùy kích cỡ, kiểu dáng, hình thức mà mỗi đầu lân, thiên cẩu có giá bán trung bình từ 2,5 đến 10 triệu đồng. Đối với kiểu dáng, hình thức phức tạp, sắc sảo hơn, giá bán có thể lên đến vài chục triệu đồng. Năm nay đoàn em lại tiếp tục chọn cơ sở Hậu An để chọn những chú lân về đoàn của mình. Giá cả thì vô động từ 5 đến 7 triệu, phù hợp với nhiều đoàn từ mới lập cho đến chuyên nghiệp. Chất lượng thì đi kèm với lợi gió thành, tùy cốt gió, ngõ mỏ đo dọn, phù hợp với nhiều bờ diễn, từ địa bửu đến mưa thông. Em hai đến đây mua đồ lăng, vì đồ lăng ở đây chú cơ sở luôn rất đẹp, có cái tiêu chí chuẩn gió thành, cơ sở luồng lăng thường dụng gió cho các em học sinh để duy trì truyền thống múa lăng, và lăng ở đây đạt từ 2 đến 3 tuần là có. Hiện nay những người giữ nghề đàn lồng đầu lân truyền thống không còn nhiều. Với họ, ngoài kiếm thêm thu nhập thì giữ nghề còn là giữ gìn nét đẹp văn hóa, đem lại niềm vui cho các em trong dịp Tết Trung Thu. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến cho sử dụng một phần vỉa hè lòng đường làm điểm giữ xe kinh doanh.
có thu phí với mức dao động từ 20 đến 350.000 đồng mỗi mét vuông từ đầu năm 2024. Mức phí được đề xuất áp dụng dựa trên giá đất bình quân tại 5 khu vực, các tuyến ở trung tâm cao hơn ngoại thành, trong đó mức thấp nhất cho hoạt động giữ xe là 50.000 đồng, cao nhất là 350.000 đồng một mét vuông mỗi tháng. Các hoạt động khác áp dụng từ 20 đến 100.000 đồng một mét vuông. Dự kiến mỗi năm nguồn thu phí sử dụng lòng đường vỉa hè là gần 800 tỷ đồng được nộp vào ngân sách để duy tu, bảo trì lòng đường hè phố. Thời gian bắt đầu thu phí dự kiến là từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Chuyển sang các tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý. Nuôi nhốt động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được bảo vệ ưu tiên. Một người dân thuộc phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vừa bị công an thành phố Long Khánh lập hồ sơ xử lý. Trước đó, kiểm tra hành chính nhà ông Huỳnh Thanh Đại, lực lượng công an phát hiện một cá thể rùa biển, nghi là đồi mồi đang được nuôi nhốt. Ông Đại khai con vật được một người thân cho từ năm 2018 nuôi cho tới nay. Công an thành phố Long Khánh phối hợp với Chi cục Thủy sản Đồng Nai tiến hành bàn giao cá thể rùa biển trên cho trạm bảo tồn động vật hoang dã Dầu Tiếng theo dõi, chăm sóc trước khi thả về biển. Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển hơn 1.000 con vịt giống qua biên giới. Tại đường mòn thuộc thôn Quân Phát, xã Uyên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác phát hiện 5 xe mô tô chở lồng gia cầm từ biên giới vào hướng nội địa Việt Nam. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ xe lại, chạy trốn. Lực lượng công an đã bắt giữ được một lái xe tên Lộc Văn Thiết, phát hiện đối tượng chở theo hơn 1.000 con vịt giống khoảng 3 ngày tuổi. Lộc khai được thuê chở với tiền công là 350.000 đồng một chuyến. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay thành phố Hồ Chí Minh để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong Kinh tế Phương Nam. Kính chào quý vị đang theo dõi Kinh tế Phương Nam. Thưa quý vị, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị tổ chức tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân và nhà nước. Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn gửi ban cán sự Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tăng cường chỉ đạo, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chính quyền các địa phương, các sở ban ngành thành phố phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy và tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy. Công an thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Công an thành phố tăng cường công tác kiểm tra địa bàn, chú trọng các địa bàn có nguy cơ cháy nổ cao như các khu dân cư có mật độ dân số cao, chung cư cũ, các khu vực phòng trọ công nhân, người lao động. Các địa phương tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn, nhất là đối với các khu dân cư có mật độ dân số cao, có hệ thống giao thông nhỏ hẹp, các cao ốc nhà cao tầng, chung cư cũ, phòng trọ lưu trú của công nhân, người lao động nghèo, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước, xử lý nghiêm các vi phạm. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hỗ trợ 41 dự án không đáp ứng điều kiện sử dụng đất ở nhằm đạt chấp thuận chủ trương đầu tư theo thông tin từ buổi giám sát với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Sở Công Thương. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ trong buổi giám sát đã đánh giá cao kết quả đạt được của cả hai sở trong việc thực hiện chủ đề năm 2023, đồng thời đề xuất cho các đơn vị tiếp tục kiểm tra và đánh giá triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch số 167 liên quan đến việc tổ chức thực hiện chủ đề năm 2023. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cũng đề nghị hoàn thiện sớm nội dung tham mưu để Ủy ban nhân dân thành phố có thể xem xét và quyết định theo quyền hạn theo nghị quyết số 98. Trong phần đặc biệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò cơ quan thường trực của tổ công tác về đầu tư và sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong việc hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc giải quyết khó khăn và vướng mắc liên quan đến 41 dự án không đáp ứng điều kiện sử dụng đất ở để được chấp thuận chủ trương đầu tư. Giá vàng miếng SJC lên sát 69 triệu đồng và cao hơn đầu năm là 3 triệu đồng mỗi lượng. Tuy nhiên thì nhiều người mua vàng sau 9 tháng lãi chưa đến 1,5 triệu đồng.
Sáng ngày 17 tháng 9, giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC được mua vào 68,25 triệu đồng và bán ra 68,95 triệu đồng, tăng 150.000 đồng so với cuối tuần qua. Đây là mức giá cao nhất của vàng SJC từ đầu năm đến nay. So với đầu năm, mỗi lượng vàng miếng tăng 2,25 triệu đồng ở chiều mua vào và tăng đến 3,15 triệu đồng ở chiều bán ra. Giá mua vào tăng thấp hơn so với giá bán ra, cùng với chênh lệch giữa giá mua và bán, khiến người mua vàng từ đầu năm đến nay bán ra chỉ lãi được 1,45 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 SJC được mua vào 56,5 triệu đồng và bán ra 57,5 triệu đồng, cao hơn 400.000 đồng so với cuối tuần trước. Vàng nhẫn tăng đều cả hai chiều mua và bán, nên khách hàng sẽ lãi được 2,5 triệu đồng. Ngày 15 tháng 9, thì Apple đã bắt đầu cho đặt trước iPhone 15 và lịch giao hàng là ngày 22 tháng 9. Tuy nhiên, thì tại Mỹ, phiên bản Pro Max với tất cả tùy chọn màu sắc và bộ nhớ đều hết chỉ vài phút sau khi mà hệ thống cho đặt hàng. Lịch giao điện thoại đã lùi từ ngày 22 tháng 9 sang ngày 16 tháng 10, sau đó là tháng 11. Đối với các lựa chọn iPhone 15 tiêu chuẩn, việc đặt mua dễ dàng hơn nhiều vì hầu hết các mẫu đều có sẵn để đặt hàng trước và nhận hàng vào ngày 22 tháng 9. Các mẫu iPhone tiêu chuẩn thường thu hút nhiều người mua hơn trong suốt chu kỳ iPhone. Tại Singapore, iPhone 15 Pro Max hết hàng sau 2 tiếng và lịch nhận máy đang là ngày 6 đến 14 tháng 11. Tại Nhật Bản, máy sẽ đến tay người dùng vào khoảng từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 10 thay vì 22 tháng 9. Trong khi đó, Apple Store Online tại Việt Nam, iPhone 15 Series sẽ bắt đầu cho đặt hàng từ ngày 22 tháng 9 và nhận máy vào 29 tháng 9. Do đó, chưa rõ người dùng Việt có gặp tình trạng giao hàng trễ hay không. Vừa qua, các tổ chức tín dụng đã tích cực giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc nghiên cứu các giải pháp để có thể thúc đẩy tăng trưởng về tín dụng ở thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết. Sau loạt động thái hạ lãi suất huy động, nhiều ngân hàng đã liên tiếp đưa ra các chương trình giảm lãi suất trực tiếp cho khách hàng hiện hữu và các khoản cho vay mới thông qua nhiều gói tín dụng ưu đãi. Theo đó, các doanh nghiệp cần đi đúng ngành nghề lĩnh vực cốt lõi của mình và phải minh bạch các số liệu tài chính, tình hình hoạt động để có thể đáp ứng được điều kiện vay vốn ưu đãi. Nếu mà chúng ta xác định rằng những năm vừa qua đó là một cái tình huống rất là khó khăn và đâu đó con số nó không được đẹp mắt, thì chúng ta phải có những cái biện pháp khác để cho ngân hàng thấy rằng mình đủ khả năng bằng cách là gì? Kế hoạch kinh doanh, những cái hoạt động kinh doanh sắp tới, thậm chí những đơn hàng hoặc là thậm chí những cái tài sản có chất lượng. Thì khi đó doanh nghiệp cũng hoàn toàn có thể có những cái đề xuất hợp lý trong việc là giải ngân vốn từ ngân hàng. Các ngân hàng cũng luôn được các nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế với những đặc điểm mang tính chất ưu đãi hơn so với thị trường để cung ứng ra nền kinh tế hay chuẩn bị thêm các sản phẩm đa dạng khác nhau, hướng tới câu chuyện thực hiện số hóa cho cộng đồng doanh nghiệp. Ngoài ra là chuẩn bị nguồn nhân lực trong việc phục vụ, đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp, thận trọng hơn nhưng cũng phải nỗ lực hơn. Báo cáo tài chính thì nó thể hiện cái sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên là trong trường hợp nếu như mà cái báo cáo tài chính mà khách hàng trong cái hoạt động của mình không kê khai thuế đầy đủ, dẫn đến là nó không phản ánh được cái thực trạng hoạt động cái báo cáo tài chính, thì về phía ngân hàng cũng rất là khó đánh giá, bởi vì nó không có một cái cơ sở, một cái độ tin cậy nhất định để mà thông qua cái việc mà thẩm định đánh giá về cái năng lực tài chính. Và ngoài ra thì cái quan trọng nhất vẫn là cái phương án kinh doanh, cái tính khả thi của phương án về cái việc mà đầu vào và cái đầu ra, cái cách thức quản lý về cái dòng tiền nguồn thu. Ngoài các giải pháp chính sách từ ngành ngân hàng, cần có sự phối hợp đồng bộ từ các bộ ngành địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Đơn cử như để nhanh tiến độ thực hiện hoàn thuế VAT, các chính sách giảm hoàn thuế phí tiền thuê đất, giảm 2% thuế giá trị gia tăng. Liên quan đến nguồn vốn tiếp cận thì là vì sau đại dịch Covid thì các doanh nghiệp cũng khá là yếu, nên là cần các nguồn vốn để họ có thể tái cấu trúc lại các cái hoạt động kinh doanh. Tiếp nữa là liên quan đến các cái vấn đề khó khăn trong cái vấn đề về chính sách của nhà nước, như là chính sách về thuế. Thì nếu chính sách về thuế của nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp tốt thì các doanh nghiệp cũng sẽ có thời gian để phát triển được. Thưa quý vị, theo công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi văn bản yêu cầu thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị địa phương và tổ chức triển khai mạnh mẽ các biện pháp để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nhiều địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu triển khai công tác này. Phóng sự này cũng khép lại Kinh tế Phương Nam hôm nay.
Chung cư Cửu Long nằm trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh, được xem là trang bị đầy đủ hệ thống, thiết bị phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế, vẫn còn một vài điểm chưa đảm bảo an toàn. Tại khu vực trạm bơm phòng cháy chữa cháy này, dù đã có thông báo không được đậu xe, tuy nhiên vẫn có xe đậu tại đây. Khu vực đây là khu vực trạm bơm điều khiển cái hệ thống chữa cháy cho toàn cái chung cư của mình. Do vậy cái việc bố trí xe này, phương tiện xung quanh cái khu vực mà cửa ra vào trạm bơm chúng ta phải bố trí đảm bảo an toàn. Hiện xu hướng người dân cũng đang dần chuyển sang sử dụng xe điện, do đó nhu cầu sạc điện cho xe cũng rất cần thiết. Thế nhưng tại chung cư này chưa bố trí được điểm sạc nên cư dân phải tự mang pin lên nhà để sạc. Điều này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ nếu như bất cẩn. Hiện tại thì một số cư dân người ta đang đem thẳng cái pin của người ta lên trên nhà người ta sạc. Tức là sạc trên nhà luôn. Dạ. Nhưng ít lắm, hiện tại bên này đang vì nó chưa tiện lợi nên là người ta cũng thực ra lại cũng ít xe điện. Còn tại chung cư số 336 Xuyệt 1 Bis Phan Văn Trị này, tại buổi kiểm tra, ngoài việc nhắc nhở các cư dân về ý thức về phòng chống cháy nổ, tổ công tác cũng đã chỉ ra được một số điểm sai quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, như lắp ổ cắm điện trong bãi để xe, hoặc dù không nhiều nhưng còn tình trạng chuồng cọp. Tổ kiểm tra đã yêu cầu ban quản lý phải kịp thời khắc phục. Thì ở chung cư này thì tôi rất là hạn chế mấy cái chuồng cọp. Hiện tại thì đây có 2 nhà nhưng mà cũng đã có cái cửa thoát hiểm, tức là chuồng cọp có cửa thoát hiểm. Thì cũng đã nhắc nhở là coi như các hộ đó cũng xúc tiến là cũng sẽ tháo gỡ luôn. Đó là thứ nhất. Thứ hai là về điện ở đây. Thì những cái chỗ ổ điện hay gì đó, chúng tôi cũng nhắc nhở là không nên là coi như là sử dụng điện quá và hoặc là máng đồ hay cái gì để dễ xảy ra sự cháy. Đó, cũng như cái nhà xe. Thì những cái xe nào mà đi thường xuyên thì tôi cho để nằm ở ngoài đâu đó. Nhưng mà khi mà nắng thì tôi cũng cho che để nhiều khi cái sợ nhiều khi xe nắng quá xăng hay gì đó nó bốc cháy. Các cái điều kiện an toàn đối với một cái căn hộ mà có nhiều phòng cho thuê nó khác. Tuy nhiên cái việc đảm bảo các cái điều kiện về tiêu chuẩn, quy chuẩn phòng cháy cháy người dân cũng chưa nắm kỹ được và để cải tạo và đưa ra các cái phương án về các giải pháp về thoát nạn chống cháy lan thì người dân cũng còn rất là hạn chế về các cái kiến thức này. Thì công tác đặc điểm chung đó thì đơn vị công an quận Bình Thạnh, đặc biệt là lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy thì cũng đã có cái tuyên truyền vận động các trường hợp người dân không đảm bảo an toàn phòng cháy phải thực hiện đầy đủ các cái quy định của quy chuẩn đưa ra và phải thực hiện đảm bảo như giải pháp về thoát nạn, rồi chống cháy lan, rồi trang bị các phương tiện về phòng cháy cháy theo đúng cái quy chuẩn và nhà nước ban hành. Địa bàn quận Bình Thạnh có tổng cộng 88 cơ sở là nhà chung cư do công an quận quản lý, trong đó gần 30 khu chung cư xây dựng từ năm 1975. Qua công tác kiểm tra, thời gian qua đã phát hiện 27 lỗi như không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy định kỳ, làm che khuất, cản trở lối tiếp cận phương tiện chữa cháy. Thực hiện theo chỉ đạo của thành phố, Công an quận Bình Thạnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các địa bàn đông dân cư. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.